The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping Đây là chương trình The Jimmy Show Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị Và hôm nay rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong chương trình này Và vị khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay là một người ca nhạc sĩ rất quen thuộc đối với những ai yêu nhạc Chắc quý vị cũng không quên là trong 20 năm đầu của người Việt tị nạn từ năm 75 tới 95, tất cả người Việt hải ngoại lúc đó chúng ta chỉ thưởng thức những ca khúc nhạc vàng trước 75 hoặc những ca khúc tiền chiến. Nhưng bên cạnh đó có một dòng nhạc mới mà chúng ta gọi là dòng nhạc hải ngoại. Và một trong những người trong những sáng tác đầu tiên đã được công chúng yêu mến tại hải ngoại thời điểm ấy đó là ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Và người đó cũng là người khách mời trong ngày hôm nay. Xin quý vị cùng với Nhật chào đón ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Em xin chào anh. Uh, xin chào Jimmy và chị Nam Sơn xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị của đài truyền hình SET. Dạ. Yeah. <laughs> um, em muốn hỏi anh một cái câu hỏi này mà khi hồi bé em đã thắc mắc rồi là lúc nhỏ khi được giới thiệu là của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn thì em cứ sắc mắc là không biết đây có phải là bà con hay là em của nhà sĩ Trịnh Công Sơn không. <laughs> à, anh thì có họ hàng nhưng mà xa lắm. <laughs> cùng cùng dòng máu, cùng à, cùng, cùng dòng máu, dòng máu yêu nhạc à. À, à Thưa anh phải nói là cũng khá lâu rồi khán giả mới được có dịp gặp anh trên màn ảnh của TV. À, thì em muốn lùi lại cái thời gian đầu tiên thì em biết anh là một trong những ca sĩ đã hợp tác với trung tâm Y ngay từ những cuốn đầu và nếu không lầm là cuốn video tình yêu và tuổi trẻ. Ừ. Xin anh kể thêm cái cơ duyên nào để anh gặp trung tâm Asia. À, cơ duyên à, làm việc với Asia thì nó cũng đến, nhiều khi nó đến một cách bất ngờ, mình cũng không có suy nghĩ nhiều. Yeah. À, cái đầu tiên là là, mình, là anh gặp một người đạo diễn lúc đó còn đang ở trong trường học, trong anh thì anh học trường nhạc còn uh, nhạc phim còn anh cái, cái anh đạo diễn đó, đó là bây giờ ai cũng biết là bên việt nam đó là đạo diễn lưu hình yeah. lưu hình lúc đó cũng là đương một đương là một uh, sinh viên uh, học ở pasadena yeah. uh, ở thành phố pasadena mà chuyên về đạo diễn chuyên về yeah. phim ảnh uh, khi mà lưu hình tới nhà anh chơi đó thì lưu hình cũng là quen với lại uh, cháu của anh là tô chân phong chỉ à. uh. khi đến nhà chơi rồi mới biết với nhau yeah. thì lúc đó giới thiệu với nhau thì anh mới đề nghị lưu Huỳnh làm cho anh một cuốn music video, ừ. tại vì anh thích cái thời biểu thời thời điểm đó là cái mtv đó music video của ừ. thời điểm đó của tụi mỹ thì nó rất là thịnh hành yeah. và anh thích cái 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 hình ảnh như vậy yeah. thì lúc đó anh mới nhờ thì lưu hình cũng cũng thích làm trong cộng đồng việt nam yeah. thì sau khi mà làm con đó xong rồi đó thì lưu hình có nhiệm vụ đi quảng bá những cái video đó cho những trung tâm yeah. thì asia là một trong những trung tâm mà được giới thiệu Ừ. Của cái 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 music cái dĩ video Bản, music video gì yeah. bạn. Uh -huh. Từ đó bắt đầu mới có chuyện làm việc với nhau. Oh vào wow. kiểu cũng là một cái duyên anh ha. Uh -huh. à, và anh lúc nãy anh có nhắc về cái bài hát dĩ vãng. À em được biết cái bài đó giống như là một cái dấu ấn trong dòng nhạc của anh. Thì cái cơ duyên nào và cũng như cái động lực nào để anh sáng tác ca khúc đó. Uh -huh sáng tác đó anh cũng nói vài lần rồi ở yeah. uh, trên internet yeah. uh, khi mà anh sáng tác uh, tác phẩm đó vào năm khoảng chừng giữa năm tám mươi và tám sáu đó lúc yeah. đó, đó là tác phẩm ở trong trường đó là một trong những cái assignment tức là những một trong những cái bài tập yeah. về sáng tác mm -hmm. uh, theo theo từng điệu từng uh, loại nhạc vào thời điểm nào yeah. thì anh mới sáng tác cái nhạc phẩm đó mà lúc yeah. đó chưa có lời mm -hmm. uh, cho đến khi về rồi anh mới uh, về trong cộng đồng Việt Nam khi anh ra trường là vật cộng đồng Việt Nam thì anh mới luôn một số nhạc của anh ra thì trong đó có bài dĩ vãng ừ. thì anh có nhờ một số người viết lời ừ. à, một số người viết lời thì uh, những người bạn anh cũng không có thời giờ để viết sau trong cùng đó anh phải tự viết lời thì anh mà ừ. mình... những cái uh, xong viết xong à, cái bài đó yeah. à, những cái ý tưởng của mình ở trong ừ. đầu nó form ra bắt đầu mình mới viết cái lời bài đó yeah. từ đó nó mới có bài yeah. dĩ vãng ngày xưa em cất bước ra đời không từ xa để lòng á nuôi tiếc mối tình chỉ cuối trời xa ngày đó xa nhau đời ngừng tiếng hát ngày đó chia tay trời buồn ngơ ngác quạnh như đời tôi từ năm tháng qua Dạ yeah, thường thường em thấy thường những cái sáng tác mới của những người nhạc sĩ trẻ thì người ta ưa giao cho những ca sĩ đã có tên tuổi chẳng hạn như cái thời đó là có cô Khánh Ly hay Ngọc Lan hay là Duy Quang vân vân thì tại sao lúc đó anh không giao cho những ca sĩ đó mà anh lại hát luôn cái bài đó. <cười> <cười> anh nói đúng ra thì lúc đó anh anh có giao ra, anh có đi anh là một nhạc sĩ anh đánh ban văn nhạc trí tài. Thì trong thời gian đó anh cũng muốn nhà của mình được phổ biến. Anh không nghĩ là mình sẽ đi hát. À, mình thích hát thì mình không nghĩ là mình mình sẽ là cái chủ lực. Uh, wow. trong cái ban nhạc hay cái gì hết yeah. anh mới có nhờ một số ca sĩ hát uh, như ngọc lan cũng có rồi uh, julie quang wow. anh cũng có nhờ rồi anh duy quang cũng có nhờ hát bài dí vãng dạ chị Khánh ly nữa wow. ừ, có nhờ thì có một số người thì từ chối có một số người tại vì họ hát độc quyền cho trung tâm của họ một số nhận lời nhưng mà sau đó lại dần phút Chót lại không không hát được. Oh. Được có những người thì uh, muốn đổi lời của anh. <cười> <cười> thì đại khái là như vậy. Câu dạ. chuyện đó như vậy xong. Dạ. Rất của anh thấy không được không đi đến đâu thì anh lại lại tự hát luôn, <laughs> tự hát luôn. Quyết dạ. định là tự hát. Và, Và... Ừ. em cũng đừng biết cái bài đó cũng có cái định mệnh nó cũng lạ lắm. Anh có thể chia sẻ thêm về cái định mệnh của cái bài uh, dị vãng? Cái, cái bài đó, đó hả? Ừ. Uh -huh. uhm điện à, định về cái em nói về khía cạnh nào tại vì khía cạnh mà nó chẳng muốn, hạn như, nó như cái, cái, nghe nói là nó bán tác quyền cho Israel rồi à, sau đó à, là cho trung tâm à, khánh hàng về vấn đề yeah. đó thì nó cũng, cũng có chuyện hay yeah. à, ngộ nghĩ là như thế này yeah. à, lúc mà anh làm xong cái cái cd đó yeah. original cái master đó yeah. à, và sau khi anh làm xong cái cái cái, cái cuốn video đó rồi đó, thì bắt đầu anh hết tiền oh. cả tiền tại vì mình nhạc sĩ mà mình không yeah. nghĩ đến vấn đề Uh, kinh doanh, yeah. mình chỉ nghĩ làm sao mình phải làm ra được cái, cái sản phẩm đó thôi uh -huh. chứ mình cũng không nghĩ là mình sẽ kiếm tiền như thế nào và sẽ uh, thu vốn lại như thế nào yeah. thì khi anh làm xong rồi thì bắt đầu cạn vốn cạn vốn thì mình phải uh, bán đi tại yeah. vì mình không có đủ khả năng để mình sản xuất yeah. để mà uh, cho các đại lý uh -huh. mình đúng là các đại lý thì anh có, có, có nói với lại trung tâm Asia yeah. với lại Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh cũng, uh -huh. cũng nói chuyện với trung tâm Asia trước uh -huh. sau đó anh có đề nghị và anh có đề nghị với lại uh, một số trung tâm khác như là uh, uh, trung tâm của chị uh, diễm xưa uh, rồi trung tâm của uh, nghệ dạy bình dương rồi trí nga rồi uh, uh. asia tuy nhiên asia thì sau cùng asia cũng coi cuốn video của anh yeah. thì asia nói ok visa trung tâm asia sẽ mua cái, uh, Music uh, cái video uh -huh. uh, video tuy nhiên anh nói như vậy thì anh ấy bán anh ấy có muốn mua lại cái original master của cái cd không uh, là tại vì anh cần thu lại vốn nhiều xong asia thì lại quyết định là không chỉ muốn dùng cái, cái cuốn video đó thôi còn yeah. âm thanh thì làm chưa muốn đó, uh -huh. chưa muốn của cd thì anh lại liên lạc với lại bên khánh hà uh -huh. thì lúc đó của trung tâm khánh hà là có tổ chân phòng cháu anh làm việc với bên khánh hà thì anh đã cho bây giờ mua lại mua cái cuốn master cd này đi yeah. à, thì sau đó thì là nếu mà trong asia mà ra video thì đây cũng là một cơ hội uh -huh. cho bên Cánh hà uh, tung để mà uh, giới thiệu cuốn cd ra yeah. thì sau đó vì vậy mà cái cuốn cuốn di vãng cái CD, bài di vãng và cuốn video và cd nó lại tách rời ra <laughs> tách rời một bên là bên trung tâm asia một bên là trung tâm khánh hà yeah. thì là khi mà cái di vãng nó nổi lên rồi đó yeah. thì cái nguồn thu của cả hai bên đều À, thay vì lợi nhuận nó đi vào một thì cả hai nó đi còn anh thì anh thu vốn thôi <laughs> anh ngồi anh đếm tiền không lúc nãy em có nói là cái dùng cái chữ định mệnh là đúng là cái định mệnh nó cũng là anh ha là bởi vì thường thì người ta bán cái tác quyền là vừa music video và vừa cái master CD luôn đúng rồi. thì lại anh bị tách ra hai bên thì giống như là bố mẹ hay là anh chị của em ngày xưa muốn xem cái bài đó mà muốn tìm cái CD thì phải chạy qua Khánh Hà mua trung tâm Khánh Hà bởi vì đó là một cái mẫu chuyện rất là hay à, và em cũng được biết là ngoài cái bài hát Dĩ vãng thì anh có nhiều sáng tác khác cũng hay lắm chẳng hạn như là à, trong cái cuốn di vãng đó, ừ. nó thường nó nổi giống như nó nổi nó nó được mọi người biết ừ. tới và và thích đó yeah. là cái đi đôi trong cái album của anh ví dụ như yeah. bài trong cái cuốn di vãng thì có bài quên đi tình yêu cũ đó à. là ừ. nó đi chung với di vãng ừ. rồi trong đó cũng có cái video quên đi tình yêu cũ bằng trắng đen mà cũng do Lưu Huỳnh làm nữa là chẳng hạn như là cuốn uh, cuốn uh, à, nhạc uh, bên thứ nga là có bài về đề em và núi tuyết ừ. à, thì nó lại khá là đi chung với nhau đi, chung với nhau. đi dạ. chung với nhau và và cái sức sáng tác của anh lúc đó rất là mạnh à. rất là mạnh và bài hát nào cũng được các trung tâm săn đón và tìm rất là nhiều à. và cái cái lúc đó thì anh có định là lập cái trung tâm mang tên mình không hay là anh à, lúc đó thì anh cũng đương có cái ý định ừ. làm làm trung tâm ban nhạc ừ tại vì anh có dàn máy sẵn sàng hết rồi nhưng ừ. mà tới giờ phút chót vì một nhiều lý do khác, yeah. thành ra anh quyết định không có không có ra, anh yeah. cũng có ra đó, nhưng mà mình không phải là uh, cái chủ lực chính của mình là tại vì mình không không có đủ nhân lực để mình làm, yeah. rồi mình cũng lo nhiều thứ khác, còn yeah. đó anh cũng muốn quay trở lại trường học nữa, yeah. thành ra yeah. anh không có thật sự không chủ tâm uh, vào trong cái cái sản xuất của nhà, yeah. đó là một lý do, yeah. sau đó đó thì anh anh làm việc với lại uh, bên Asia cái bài con đường màu xanh, con đường màu xanh. À, con đường dạ. màu xanh là cái bản nhạc đầu tiên mà video mà gọi là live video nhà ừ. dạ, cuốn đêm Sài Gòn. của đêm Sài Gòn đó. Và dạ. cuốn ừ. băng đã đặc biệt đó, là anh cái, cái cái bài con đường màu xanh đó đó. Trong chương trình đó là anh hát live luôn. Oh wow vậy hả? Anh? chứ không có hát uh, câu trước hát lip sync. Ừ. Oh hay quá. Hình như bên Asia vẫn còn giữ cái bên cái bài, bài đó. Thì cái bài đó là anh dạ. anh hát live. Wow, rất là hay. Và một lát nữa sau một vài thông tin thương mại thì em và anh sẽ trở lại cùng với quý khán okay, giả okay. À, Xin quý vị đừng rời bằng ảnh Minh Nhật và cùng với nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn sẽ trở lại với quý vị sau vài thông tin thương mại Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ bằng ảnh của The Jimmy Show và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với nam ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Cái thưa quý vị, lúc nãy thì anh Trịnh Nam Sơn có chia sẻ là cái cơ duyên nào để anh đưa vào văn nghệ và cũng như là những cái bài hát của anh được khán giả đón nhận cách nồng nhiệt. Thì um, em nhớ là khoảng năm những năm 2000 thì thấy anh ít xuất hiện trên băng video hoặc là CD. Thì không biết lúc đó anh có um, vấn đề gì mà không lại không sẽ xuất hiện. Thời gian đó thì anh anh như anh nói là anh anh muốn tập trung vào cái việc uh làm việc uh, tại vì lúc anh làm với lại một cái công ty Mỹ về chuyên môn làm về DVD đó và yeah. anh cũng mở một công ty công ty để làm về uh, uh, DVD. à, yeah. uh -huh. uh, Thì uh, anh lại lo học hành, nhận thành ra yeah. không thì giờ tập tập trung vào cái chuyện mà sản xuất hay là xuất hiện. Anh cũng vẫn đi, yeah. vẫn đi những cái show, chẳng hạn đi uh, đi nhưng mà đi ra nước ngoài hoặc là đi tiểu uh, bang nhiều, yeah. chứ không xuất hiện trên trên uh, truyền hình nhiều. Nha. Yeah. Uh -huh. Rồi uh, anh lo cái chuyện học thì anh khi nào mà uh... Vậy coi như bây giờ là anh đã vinh quy bái tổ rồi phải không? <laughs> học xong rồi phải không? <laughs> thì cũng đại khái cũng xong rồi cho mình bắt đầu mình mình coi trở lại mình hoạt động dạ, tiếp tục. như vậy Đó là em thấy anh trở lại là cộng tác lại với Isa là dạ. trong cuốn mở um, gần đây nhất cũng 76. 76. 76. Dạ và cũng được biết rằng là trong cuốn Isa sắp quay À, sắp tới ở Atlantic City anh cũng sẽ góp mặt trong hôm đó xin mời à. anh nói thêm về cái um, à, trong cái chương trình uh, sắp tới này là chương trình ừ. uh, theo anh biết cái tên của nó là the celebration of uh, the, beginnings. the beginnings Right? Yeah. Uh, không biết là anh không nhớ nó muốn biết The Beginnings có s hay không s, nhưng mà <laughs> uh, đó đó là một cái sự uh, ăn mừng cho cái sự khởi đầu Yeah. Hồi đầu đây theo anh thì tại vì anh không có hỏi sát anh không có theo sát yeah. hỏi kỹ cái chương trình là như thế nào yeah. tại vì cái đó anh thích luôn luôn thích để cho một cái 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 cái, cái sự ngạc nhiên yeah. cho chính mình nữa mm -hmm. anh cũng không có hỏi tuy nhiên anh cứ coi nó là một cái sự khởi đầu của uh, một cái chương trình mới mà nó có nhiều sắc thái mới yeah. đó thì uh, lần này đó anh uh, lúc đầu thì có một cái, cái cái dự định khác là dự định anh tính làm mà đã khác đi chút xíu là anh với lại có tam ca à. anh với lại uh, vũ anh tuấn và vũ Tuấn đức sì. tuy nhiên rồi phối chót nó thay đổi à. uh, tại vì cái thời gian với lại cái cái chương trình nó có phù hợp hay không đó uh -huh. anh quay ra anh hát uh, một mình trong chương trình uh -huh. này uh -huh. uh, nhằm hy vọng rằng là nó có những cái uh, uh, chiều hướng mới cho khán thính giả yeah. rồi những cái âm thanh mới yeah. Uh, yeah. thì uh -huh. anh cũng rất là trông à, mong ở những cái uh, những cái chương trình này yeah. à. và cái tên của anh là celebration thì em em nghĩ là cũng có thể là ăn mừng cái cuốn số 80 của isa yeah. cũng là cái số đẹp số yeah. đẹp số, số đẹp của À đúng, đúng rồi pháp dạ đúng rồi à, và cái cái cuốn này thì anh trình diễn mấy tiết mục anh có thể chia sẻ thêm bật mí chút chút mấy à. tiết mục anh sẽ tham gia trong cái show kỳ này anh thì anh Trinh uh, tham gia có một tiết mục thôi yeah. thường ừ. tạo với ca sĩ rất là đông đúng rồi yeah. đúng mọi rồi. người uh, quá đông thành ra yeah. đôi khi mình phải giới hạn lại yeah. một mình <laughs> một yeah. tiết mục là cũng cũng nhiều yeah. đó thành uh, tuy nhiên mình sẽ anh nghĩ một tiết mục nhưng mà mình cố gắng mình làm hết sức cái rồi, cái, cái 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 khả năng của mình trong yeah. cái tiết mục đó yeah. để mà mình uh, làm càng ngày càng tốt hơn yeah. và cũng là cái cũng hy vọng là cái, cái, cái cuốn này nó sẽ thành công uh, vượt bực hơn là những cuốn khác mm -hmm. trong thời yeah. vừa qua cho anh biết là quân vừa rồi cũng tốt rất là được, được tiếng vang tốt thì hy vọng là quân này nó càng càng càng, càng tốt lên yeah, đúng à. như vậy à, và anh cộng tác với Isa nếu mà tính những ngày đầu tới hôm nay là cũng hai mươi mấy ba mươi mấy năm rồi một thời gian rất dài phải không? Dạ yeah, yeah. từ năm anh nghĩ là từ năm tám mươi chín tám chín chín mươi là đêm Sài Gòn đêm Sài Gòn dạ yeah. thì à, tới ngày hôm nay sau bao nhiêu năm anh vẫn còn ở với Isa thì nếu có dành một lời với Isa thì anh có một lời gì dành tặng cho trung tâm anh anh rất là mong được nhìn thấy Asia luôn luôn là à, tiếp tục phục vụ trên con ừ. đường về nghệ thuật à, anh rất là thích Asia sở dĩ ừ. anh thích Asia là ở trên phương diện này từ xưa giờ anh vẫn có một cái quan điểm đó à, là Asia luôn luôn đi có những cái đường hướng mới rất ừ. là yêu chuộng những cái sự sáng tạo ừ. là, à, những cái sáng tác mới ừ. à, xen lẫn với lẽ nhiên là có những cái những cái những sáng tác mà mà người ta thích đã quen thuộc rồi. Đồng thời Asia không có quên mang vào những cái sáng tác mới, những cái người mới để mà đưa vào. Và quan trọng nhất là nếu mà trong chương trình để một trong một cái 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 trung tâm mà để mà nó tiếp tục phục vụ mọi người đó, mọi người khán thính giả của Việt Nam ở đây cũng như trong nước đó, thì luôn luôn phải có sự sáng tạo. À, sự sáng tạo đó rất rất cần thiết. Thành ra anh anh thích chúng ta bây giờ ở cái 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 điểm là như vậy. anh hy vọng là được nhìn thấy Asia luôn luôn sống mạnh sống tốt ừ. Ừ. để uh, có thể phục vụ cho tất cả mọi khán giả ở uh, khắp nơi. Yeah. Uh, đó là cái lời uh, cầu chúc của anh ừ. đối với Asia và anh trông mong là sẽ được hợp tác với Asia uh, trong những cái lĩnh vực khác nữa yeah. và lĩnh vực này nó vẫn vẫn còn đứng nằm ở uh, phôi thai. Yeah. Uh, thì hy vọng là trong tương lai yeah. uh, là sẽ có những cái chương trình đặc biệt. Yeah. Và anh có nghĩ rằng là trong tương lai sẽ cùng với Asia phát hành một cuốn CD nhạc của anh không? Sau đó thì ừ. bên bên trung tâm Asia cũng có cái đề nghị đưa ừ. lại ý kiến đó ừ. à, thì chỉ giờ phút này là anh vẫn còn đương uh, chọn bài rồi đưa bài ra ừ. cho ừ. bên trung tâm Asia coi ừ. rồi bàn với nhau coi ừ. như thế nào rồi ừ. sau đó mới mới đưa đưa ra Yeah. À, uh -huh. cho đến giờ này nói cũng lâu rồi đấy nha cũng phải cũng phải cũng phải hơn sáu bảy tháng nay rồi sáu bảy yeah. tháng này nhưng mà vẫn còn đường đường đường, đường chọn lọc nó, là, yeah. để cho nó phù hợp với lại cái chủ đề nha yeah. yeah. bởi vì em biết là chị Thi Vân với Asia thì lúc nào cũng rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề chọn bài và cũng như là giới thiệu CD mới ừ. thì em cũng mong rằng yeah, sẽ đón nhận cái cuốn CD của anh trong một ngày gần à, một cuốn CD mới yeah. rất là mong uh, có dịp đủ thời gian bắt đầu rồi mà chúng yeah. ta với lại Asia. Yeah. Yeah. Giờ yeah, vâng. và thời lượng của chúng ta cũng đã sắp hết rồi. Xin anh có một vài lời với các khán giả đang theo dõi chương trình này. À, anh uh, xin gửi lời chào một lần nữa, uh, chúc cho uh, khán giả của đài SET và cùng với lại tất cả các anh em đã uh, bỏ thời giờ ra để ừ. mà uh, qua chương trình phỏng vấn này và uh, hy vọng mọi người có một cái buổi uh, uh, văn nghệ chân nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ uh, ừ. phỏng vấn. Uh, trong, trong ngày yeah. và chúc uh, mọi người có đầy đủ sức khỏe yeah. Cảm ơn anh chị Nam Sơn thật là nhiều và những lời cầu chúc của anh chị Năm Sơn vừa rồi đã kết thúc chương trình The Jimmy Show hôm nay xin cảm ơn quý vị thật là nhiều và chúng tôi cũng không quên cảm ơn hai nhà bảo trợ chính cho The Jimmy Show là International Home Shopping và Hội Quán Lạc Cầm xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình The Jimmy Show